Alo anh em nha, lên cho anh em tàu nhanh luôn, cục máy cúp 5088 sân cơ, rã xe Honda xe băng nội địa Nhật về nha. Tình trạng là máy nguyên zin, tàu nội chưa rớt nha anh em. Đó, máy còn sống, vô lăng còn quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng. Máy như hình, full cục máy như hình nha anh em. Mình bán thanh lý nhanh, tàu nhanh luôn. Giá cái máy này chỉ có 3 triệu thôi nha anh em. Anh em mà có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Lốc sơn zin nha, lốc sơn zin. Tàu bông keo rất là đẹp, vô lăng quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng nha. Đúng máy đã xe kho Honda xe băng ở địa Nhật về. Con này mở đầu HM5 nha anh em, HM5. Bộ lửa thì nó bị kiểu như nó đen đen vậy thôi, chứ không phải là xét nha anh em, do dấu mà hồi tay á. Ba cốt bao đẹp. Rồi, cục này mình thanh lý nhanh luôn nha. Chỉ 3 triệu nha. Máy bán bao xin không lay đồ. Đó. Bao anh em là qua lăng còn quay được, máy sống nha. Bán dạng giá tính xác, anh em mua về muốn làm gì làm. Đó. Mình bán nói chung là giá rẻ, mình nói vậy cho nó nhanh gọn lẹ nha. Anh em nào thấy hợp lý thì alo mình. Đó. Chứ hôm nay anh em mua bộ đầu lòng dên không là 1.3 triệu nè. Bộ lửa 1 triệu, 2.3 triệu. Bộ nồi 700, bộ số cặp lốc giữa. Rồi còn hàng tá thứ nữa. Thì cái giá này thì mình bán dạng giá rất là rẻ, mình thanh lý nhanh nha. Chỉ 3 triệu cho cục này thôi nha. Anh em nào chốt thì alo mình.